Sunshine. Xin chào các bạn đến với chương trình mới nhất của Sunrise, hành trang du học. Và ngày hôm nay chúng ta cùng bắt đầu với lý do vì sao nên lựa chọn đi du học. Để bắt đầu, chúng ta sẽ điểm qua về chương trình giáo dục truyền thống của Việt Nam. Chương trình học thường kéo dài trong vòng 12 năm, trong đó sẽ có tổng hợp các môn như tự nhiên xã hội, ví dụ như toán, lý, hóa, sinh, môn xã hội nhân văn như là văn, sử, địa, và các cái môn gọi là môn bổ trợ. Thì cái chương trình này có cái lợi thế rằng là bọn mình sẽ được học một cách rất là cuốn chiếu, tức là học năm học nào thì chương trình sẽ hoàn thiện trong năm học đấy. Sang năm học tiếp theo, ví dụ từ 8 lên 9 hoặc từ 9 lên 10 chẳng hạn, thì mình sẽ không học lại kiến thức cũ nữa. Tuy nhiên thì chương trình học của Việt Nam sẽ có một cái nhược điểm nói chung với cả các nước châu Á khác, đó là mình thường để ý đến những cái môn học chính hơn, còn không để ý những cái môn học mà thiên về thiên hướng nghệ thuật, ví dụ như là về mỹ thuật hoặc là về các môn liên quan đến thể chất, ví dụ như thể dục. Vậy lý do đầu tiên để chúng ta đi du học là gì? Đây là một điều mà các bạn rất là hay chối. Nhưng đấy đầu tiên chính là thoát ly. Vì sao? Đây sẽ là lần đầu tiên của cuộc đời của mình mà các bạn sẽ được đi ra một đất nước khác, sinh sống, làm việc và học tập. Ở đây sẽ không còn có sự quản lý của bố mẹ nữa, nhưng đồng thời cũng sẽ không còn sự bảo bọc của bố mẹ nữa. Và khi mà bạn đi du học như thế này thì bạn sẽ học được một kỹ năng mới, đó chính là kỹ năng tự lập. Bạn sẽ phải tự làm tất cả mọi việc một mình, từ những việc đơn giản như là đi chợ này, nấu ăn này. Có thể như phòng trọ của bạn bị hỏng bóng đèn chẳng hạn thì bạn sẽ phải khi này sẽ phải biết sửa bóng đèn. Hay là phải giặt quần áo, nhưng mà nếu ví dụ như khu vực đó không có máy giặt, không có máy sấy, chúng ta phải giặt bằng tay. Và đây cũng sẽ là một điều rất là hay dành cho các bạn. Khi bạn đã tốt nghiệp ở nước ngoài và trở về Việt Nam rồi, bạn đã có sẵn những kỹ năng này, đó sẽ là những kỹ năng sống vô cùng có lợi cho các bạn về sau. Và cái thứ hai nữa khi các bạn có thể học được khi mà du học nước ngoài, đấy chính là kỹ năng về học và làm việc tại đây. Thông thường khi mà các bạn học sinh Việt Nam của chúng ta khi sang nước ngoài thì hay bị sốc về cái văn hóa, là văn hóa làm việc cũng như văn hóa học, vì cách học của họ và cách học của mình khác nhau. Ở đây thông thường thì chúng ta học cách khá là bị động, nghĩa là thầy cô giáo viết ở trên bảng đấy, thế xong rồi đọc gì đấy cho chúng mình chép. Thế nhưng mà đối với ở nước ngoài, người ta sẽ đưa sẵn cho các bạn những cái tài liệu trước. Ví dụ người ta đưa cho sách này, người ta đưa cho slide, các bạn sẽ đọc trước khi mà lên giảng đường để học. Sau đấy thì người ta sẽ tôn trọng cái thời gian riêng của các bạn để các bạn tự học và chuẩn bị bài tập. Với cái việc học như thế này thì nó sẽ tăng cái tính gọi là chủ động hơn trong việc học, nghĩa là chúng ta sẽ cần tự tìm hiểu thông tin để mà có thể làm bài cũng như các assignment mà nhà trường cho. Và khi mà các bạn gặp vấn đề về bài, các bạn có thể hoàn toàn đến hỏi các giáo viên hoặc là các giáo sư tại trường để họ có thể hỗ trợ cho mình được. Và cái này cũng là một cái rất là hay, vì ở Việt Nam của mình thường chúng mình khá là ngại hỏi thầy cô giáo, đúng không ạ? Mình cũng kiểu không biết là hỏi thế thầy cô giáo có cảm thấy mình kiểu hơi kiểu ngông nghếch không. Nhưng mà đối với các bên nước khác thì nó sẽ không có cái hành động như vậy nữa. Và thứ ba, CV của bạn sẽ thật sự ấn tượng hơn khi mà bạn đã có cơ hội làm việc tại nước ngoài. Thời gian mà bạn đi du học ở đây, bạn có thể vừa trải nghiệm về việc học này, sinh sống, đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội để đi làm thêm, hay là sau khi tốt nghiệp bạn có thể ở lại từ 2 cho đến 3 năm để có thể tìm việc tại nước sở tại và trải nghiệm cách làm việc tại đây. Và số 4, đó chính là chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ mọi người hơn. Gặp gỡ mọi người hơn ở đây là sao? Là chúng mình sẽ có cơ hội gặp các bạn, người bạn ở người nước ngoài. Cái việc mà gặp gỡ này sẽ giúp chúng mình mở rộng được các mối quan hệ, đồng thời lại giúp chúng ta có thể khám phá thêm nhiều các cái văn hóa mới nữa. Qua cái lăng kính của những người bạn nước ngoài của chúng ta sẽ thấy cái văn hóa của mình nó ảnh hưởng đến mình nhiều như thế nào. Và đấy cũng là một cách để khám phá bản thân, đúng không ạ? Nếu nói về khác biệt văn hóa thì có thể là khác biệt về rất là nhiều hướng. Ví dụ như là với người ở Tây Ban Nha đi chẳng hạn, những người Tây Ban Nha thường họ không đến hẹn đúng giờ bao giờ. Ví dụ bạn được mời đến nhà ăn vào lúc 11 giờ trưa mà bạn đến đúng 11 giờ trưa thì người ta sẽ cảm thấy rằng là bạn hơi bất lịch sự, tại vì kiểu mình muốn đến ăn quá nên đến sớm ý. Đối với người ta là bạn sẽ thường phải lùi hẹn lại khoảng độ từ nửa giờ cho đến 1 giờ. Nhưng mà ngược lại, người Mỹ thì rất quan trọng cái việc đến đúng giờ. 10 giờ người ta hẹn bạn, 10 giờ 5 không thấy bạn đâu là người ta cảm thấy vô cùng bực mình rồi. Vậy đây cũng là một trong số những cái lý do vì sao mà bạn nên đi du học, là bạn sẽ thấy rất là nhiều những cái nền văn hóa khác nhau. Bạn sẽ cũng được trải nghiệm tất cả những cái nền văn hóa này khi cái nhóm bạn của bạn càng ngày càng nhiều hơn. Và cuối cùng, số 5, bởi vì đa dạng chính là gia vị của cuộc sống. Cũng giống như là bạn ở trong quán trà sữa vậy, bạn có thể chọn đến 40-50 hương vị khác nhau. Nó có thể là kỷ niệm về một lần bạn xin việc làm thêm, có thể chính là kỷ niệm khi mà bạn và nhóm bạn cùng đi chơi. Sự thay đổi này, những cái trải nghiệm mới này sẽ làm đa dạng cho cuộc sống của bạn hơn và làm cho cuộc sống của mình đáng sống hơn.
Vậy trên đây là 5 lý do vì sao chúng ta nên đi du học cùng Sunrise Việt Nam. Các bạn có thêm ý kiến nào hoặc có thêm chủ đề nào mà muốn chúng mình nói về nữa, xin mời các bạn comment ở dưới hoặc nhắn tin vào fanpage của Sunrise Việt Nam nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại.